Xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, trong thời gian qua, bóng chuyền nữ Việt Nam đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, chú ý từ những người hâm mộ không những trong nước mà đã vươn ra tầm quốc tế. Bởi trong thời gian qua, bóng chuyền nữ Việt Nam liên tiếp đạt được kết quả hiệu quả đối với cấp độ nhóm tuổi trẻ U20 và đội tuyển quốc gia. Câu hỏi đặt ra cho những nhà hoạch định phát triển bóng chuyền nước nhà là làm sao để chúng ta có thể duy trì và xây dựng thương hiệu khẳng định mình trên đấu trường quốc tế. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, ông Hoàng Ngọc Huấn đã khẳng định rằng nhà quản lý tiến tới tiếp tục xây dựng thêm phương án đầu tư, làm tốt hơn nữa chất lượng cho bóng chuyền nữ Việt Nam. Tại hội nghị sơ kết thể thao Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2024, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đánh giá, kết quả hạng 3 giải đấu quốc tế cấp độ thế giới của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là thành tích ấn tượng, cho thấy sự đầu tư hiệu quả và người làm chuyên môn trong nhiều đội tuyển quốc gia khác cần phát huy như vậy. Thực tế, bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan đang là hai nền bóng chuyền được theo dõi sát sao nhất tại Đông Nam Á. Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt của bóng chuyền nữ Việt Nam khẳng định lúc này điều để lại dấu ấn của cầu thủ bóng chuyền nữ trong giải FIVB Challenger Cup 2024 và giải vô địch nữ U20 châu Á 2024 là tinh thần của vận động viên. Chúng tôi xây dựng đội bóng là một tập thể có tinh thần cao nhất. Cầu thủ nào đạt được phong độ tốt nhất mới có suất tham dự đội tuyển. Khi họ thi đấu, họ phải đạt được dấu ấn của bản thân và gắn kết với nhau để làm nên thành tích cao, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt trao đổi. Xuyên suốt thời gian giải FIVB Challenger Cup 2024 diễn ra, trang thông tin chính thức của Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới, FIVB, luôn tập trung đưa ra một số bài viết ghi nhận kết quả lịch sử của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Những bài viết này không chỉ ghi nhận thành tích của đội mà còn làm nổi bật những khoảnh khắc thăng hoa, những chiến thắng mang tính bước ngoặt và sự tiến bộ vượt bậc của các tuyển thủ. FIVB gọi chiến thắng lịch sử trong trận tranh hạng 3 của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt là một cú sốc ngọt ngào. Chiến thắng này đến từ sự xuất sắc của các cá nhân, trong đó nổi bật là Nguyễn Thị Bích Tuyền, người đã ghi được 77 điểm toàn giải. Bên cạnh đó, tinh thần thi đấu kiên cường và quyết tâm không ngừng nghỉ của toàn đội cũng được FIVB nhấn mạnh như một yếu tố then chốt. Bóng chuyền Việt Nam đã từng bước khẳng định mình trên đấu trường quốc tế. Từ khi tham dự giải AVC Challenger Cup 2023 và giành cúp vô địch, đội tuyển tiếp tục tạo dấu ấn tại giải FIVB Challenger Cup 2023. Những thành tích này đã mở ra cơ hội cho một số cầu thủ Việt Nam được mời thử việc ở nước ngoài, đánh dấu một bước tiến lớn cho bóng chuyền nữ nước nhà. Năm nay, Việt Nam tiếp tục giành cúp vô địch giải AVC Challenger Cup 2024 và đạt hạng 3 giải FIVB Challenger Cup 2024. Đây là những thành tích ấn tượng, minh chứng cho sự nỗ lực và tiến bộ không ngừng của các tuyển thủ. Thành công này không chỉ mang lại niềm tự hào cho đất nước mà còn khẳng định vị thế của bóng chuyền nữ Việt Nam trên bản đồ thể thao thế giới. Theo dự báo, 14 gương mặt đã tham dự giải đấu trên làm tốt hình ảnh cho bóng chuyền nữ Việt Nam, từ thực lực của họ nên sẽ không thiếu lời mời gọi thử việc ở nước ngoài trong thời gian tới. Những cơ hội này không chỉ giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm quý báu mà còn góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, đưa bóng chuyền Việt Nam tiến xa hơn. Các cầu thủ như Nguyễn Thị Bích Tuyền, Thanh Thúy và Khánh Đan đã không ngừng nỗ lực và thể hiện phong độ xuất sắc. Những màn trình diễn ấn tượng của họ không chỉ giúp đội nhà giành chiến thắng mà còn ghi điểm trong mắt các nhà tuyển trạch quốc tế. Điều này mở ra một tương lai tươi sáng cho các tuyển thủ, với hy vọng họ sẽ tiếp tục tỏa sáng ở những giải đấu quốc tế lớn hơn. Hành trình của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại FIVB Challenger Cup 2024 đã khép lại với nhiều thành công và dấu ấn đậm nét. Tuy nhiên, đây chỉ là bước khởi đầu cho những mục tiêu lớn hơn. Với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cùng sự đồng lòng, quyết tâm của các cầu thủ, bóng chuyền nữ Việt Nam hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên những kỳ tích mới, chinh phục những đỉnh cao mới trên đấu trường quốc tế. Kính thưa quý vị, đối với bóng chuyền trẻ lớp kế cận cho tương lai cần xây dựng lộ trình đường dài cho cầu thủ trẻ U20. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã trao đổi cùng báo chí và khẳng định, chúng ta vẫn phải tiếp tục bắt tay vào làm công tác chuyên môn cho đội tuyển bóng chuyền nữ U20 Việt Nam. Đây là những cầu thủ tiềm năng của bóng chuyền nữ Việt Nam tương lai. Bóng chuyền trẻ Việt Nam được dự giải trẻ U21 Thế giới 2025 là cơ hội khai phá cho các em, nhưng chúng tôi phải thực hiện việc chuẩn bị chuyên môn ngay từ lúc này, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt bày tỏ. 12 tuyển thủ trẻ U20 Việt Nam đã thi đấu xuất sắc để giành được suất tham dự giải bóng chuyền nữ trẻ U21 Thế giới 2025. Mỗi người trong số họ đều để lại dấu ấn đáng kể trong đội hình cầu thủ trẻ U20 của bóng chuyền Việt Nam. Chính các huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt và Nguyễn Trọng Linh đã nhìn nhận rằng, khi được đầu tư đúng mức, những tài năng trẻ này sẽ trở thành những điểm sáng rực rỡ trong tương lai của bóng chuyền nữ quốc gia.
ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã nêu lên tấm gương của thể thao Thái Lan, nơi họ tập trung đầu tư nguồn lực cho các đội hình từ cấp độ U14, U16, U18 đến U19. Chiến lược này đã giúp bóng chuyền nữ Thái Lan có một lực lượng cầu thủ kế cận dồi dào và vững mạnh. Điều này không chỉ giúp họ xây dựng một hình ảnh ấn tượng mà còn phát triển kinh tế thể thao mạnh mẽ. Nhiều cầu thủ Thái Lan hiện nay được các đội bóng hàng đầu thế giới mời gọi thi đấu, góp phần nâng cao vị thế của thể thao nước nhà. Không chỉ Thái Lan, các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Philippines và Indonesia cũng đang đi theo hướng đầu tư vào các tuyến bóng chuyền nữ trẻ. Đây là chiến lược nhằm tập trung phát triển tài năng từ khi còn rất trẻ, tạo nền móng vững chắc cho bóng chuyền nữ quốc gia trong tương lai. Sau 5 năm, bóng chuyền nữ Việt Nam mới tập trung lại đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U20. Đây là cơ hội lịch sử để chúng ta có thể tham dự giải trẻ U21 Thế giới 2025. Việc tham gia vào giải đấu này sẽ là tiền đề quan trọng để từng cầu thủ trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm và chuyên môn. Dù còn quá sớm để khẳng định rằng các cầu thủ trẻ của bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ ngay lập tức gây chú ý trên đấu trường quốc tế, nhưng những người làm chuyên môn hiểu rằng, nếu không tham gia các giải đấu quốc tế, cầu thủ của chúng ta sẽ không thể được biết đến. Việc bước ra sân chơi lớn không chỉ là cơ hội để học hỏi mà còn là bước tiến quan trọng để khẳng định tài năng và bản lĩnh của các cầu thủ trẻ. Hy vọng rằng, với sự đầu tư và quan tâm đúng mức, đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U20 Việt Nam sẽ không chỉ dừng lại ở thành tích giành vé dự giải U21 Thế giới, mà còn tiến xa hơn, mang về nhiều vinh quang cho thể thao nước nhà. Các tuyển thủ trẻ cần tiếp tục nỗ lực, rèn luyện và thi đấu hết mình để không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ cũng như những người đã luôn ủng hộ và tin tưởng họ. Đây chắc chắn sẽ là một hành trình đầy thử thách nhưng cũng hứa hẹn nhiều cơ hội và thành công. Thông tin tiếp theo VTV Bình Điền Long An thu binh chủng thông tin, chờ vé vào bán kết cúp bóng chuyền quân đội. Chiều ngày 15 tháng 7, trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng của bảng C nữ cúp bóng chuyền quân đội mở rộng 2024, câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An đã gặp phải thử thách lớn khi đối đầu với binh chủng thông tin Trường Tư Bình Phước. Dù đã thi đấu hết mình, nhưng các cô gái của VTV Bình Điền Long An vẫn không thể vượt qua sức mạnh của đối thủ và chịu thất bại với tỷ số 0-3. Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu tiên. Binh chủng thông tin, với lực lượng hùng hậu và lối chơi kỷ luật, đã kiểm soát trận đấu một cách chặt chẽ. Các trụ cột như Kiều Trinh, Lâm Oanh, Phạm Hiền và Việt Hương đã thi đấu xuất sắc, mang lại lợi thế lớn cho đội nhà. Trong khi đó, các cầu thủ trẻ của VTV Bình Điền Long An, dù rất nỗ lực và có những pha bóng ấn tượng, nhưng không thể lật ngược tình thế trước sự áp đảo của đối thủ. Với kết quả này, binh chủng thông tin giành vé vào bán kết cúp bóng chuyền quân đội mở rộng với ngôi nhất bảng C, khẳng định sức mạnh và sự ổn định của mình trong suốt vòng bảng. Chiến thắng này cũng là minh chứng cho chiến thuật hợp lý và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của huấn luyện viên Phạm Minh Dũng cùng các học trò. Trong khi đó, VTV Bình Điền Long An giờ đây không còn quyền tự quyết về số phận của mình. Họ phải chờ đợi kết quả trận đấu giữa Hóa Chất Đức Giang Lào Cai và LPB Ninh Bình, đội bóng đã bị loại. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày hôm nay và có ý nghĩa quyết định đến tấm vé vào bán kết của bảng C. Nếu Hóa Chất Đức Giang giành chiến thắng, họ sẽ chính thức đi tiếp, đẩy VTV Bình Điền Long An ra khỏi cuộc chơi. Tình hình hiện tại đang đặt VTV Bình Điền Long An vào tình thế vô cùng khó khăn và căng thẳng. Các cầu thủ và ban huấn luyện đều hy vọng vào một kết quả thuận lợi, nhưng rõ ràng, quyền tự quyết không còn nằm trong tay họ. Dù vậy, sự nỗ lực và tinh thần chiến đấu của các cô gái trẻ trong trận đấu hôm nay vẫn xứng đáng nhận được sự tôn vinh và cổ vũ từ người hâm mộ. Trận đấu ngày hôm nay giữa Hóa Chất Đức Giang và LPB Ninh Bình dự kiến sẽ rất đáng xem, không chỉ vì tính chất quyết định của nó mà còn vì sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đội bóng. Người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam chắc chắn sẽ theo dõi sát sao và hồi hộp chờ đợi kết quả cuối cùng. Trong khi đó, binh chủng thông tin sẽ tiếp tục chuẩn bị cho trận bán kết với tinh thần cao nhất, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ đối thủ nào để tiến xa hơn trong giải đấu năm nay. Với lực lượng mạnh và phong độ ổn định, họ đang là ứng viên sáng giá cho chức vô địch, và người hâm mộ đang kỳ vọng vào những màn trình diễn ấn tượng hơn nữa từ đội bóng này trong những trận đấu sắp tới.